Tân Phát Invest tự hào hành trình năm 2022. Có những thử thách hun đúc lên bản lĩnh, có những trở ngại lại thổi bùng sức mạnh lớn lao. Khép lại hành trình năm 2022 với những biến động của kinh tế thế giới và sự rung lắc dữ dội của kinh tế Việt Nam đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp, trong đó có Tân Phát E-Tech. Nhưng bằng sự kiên cường, ý chí kiên định, Tân Phát E-Tech đã lập phương án thích nghi, đưa ra những giải pháp quyết sách linh hoạt từ hội đồng quản trị, ban điều hành, cùng với những trái tim và khối óc nhiệt huyết đam mê của hơn 800 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống. Tân Phát E-Tech đã đạt được những thành quả và dấu ấn đáng tự hào trong năm 2022. Luôn xem nguồn nhân lực là chìa khóa then chốt của sự thành công, Tân Phát E-Tech đã tập trung phát triển nhân sự, đào tạo toàn diện từ chuyên môn đến kỹ năng. Các hoạt động đào tạo tiêu biểu phải kể đến như hoạt động đào tạo từ ban điều hành, cấp quản lý, đào tạo an toàn, đào tạo kỹ thuật, đào tạo sản phẩm được nổi lên như một điểm sáng, mang lại lợi ích cho người được đào tạo và người tham gia đào tạo. Ngoài ra, áp dụng phần mềm ERP và quản trị hệ thống nhằm tăng năng suất lao động và tinh gọn bộ máy hoạt động. Tân Phát E-Tech luôn đề cao nguyên tắc win-win với mục tiêu bán giải pháp cho khách hàng chứ không phải bán sản phẩm. Và đừng nói không, tất cả đều có giải pháp. Trong thời gian qua, Tân Phát E-Tech liên tiếp trúng thầu và hoàn thành các dự án trải dài trên cả nước, đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ chủ đầu tư. Qua đó, Tân Phát E-Tech đã chứng minh được năng lực của một nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp, cung cấp thiết bị top đầu Việt Nam. Năm 2022 cũng là năm bứt phá của các dự án trọng điểm của Tân Phát E-Tech, mang về doanh số vượt trội so với năm 2021 khi triển khai hàng loạt các dự án tiêu biểu cho nhà máy VinFast tại Hải Phòng và tại Hà Tĩnh như dây chuyền sản xuất vỏ pin công suất 25.000 sản phẩm một năm, dây chuyền sản xuất vỏ pin công suất 100.000 sản phẩm một năm, dự án nhà máy đúc nhựa VAPA, dự án nhà máy đùn nhôm, dự án nhà máy đúc nhôm mở rộng, các dự án trong dây chuyền than vỏ pin xe điện, dây chuyền lắp ráp động cơ điện, hệ thống kho tự động ASRS chứa nguyên vật liệu, dây chuyền đóng gói xem pin, dự án cung cấp hệ thống giá kệ, hệ thống trạm sạc phách pin, thiết bị trong tổ hợp nhà máy phách pin đùn nhôm và hệ thống hút khí thải nỏ nấu. Nối tiếp thành công của dự án Piazzo Việt Nam, Tân Phát E-Tech tiếp tục được chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện dự án Piazzo tại Indonesia, và phòng thiết bị ô tô 2 đã phối hợp với phòng dự án trọng điểm triển khai thành công dự án này. Đây là dự án đánh dấu bước chuyển mình vươn tầm quốc tế của Tân Phát E-Tech. Dù đứng trước những khó khăn sau phục hồi bởi đại dịch Covid-19, giá cả hàng hóa nhập khẩu biến động tăng cao, thời gian giao hàng chậm, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, Chính phủ thắt chặt tín dụng dẫn đến khách hàng mục tiêu khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của khối kinh doanh giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy, năm 2022 đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào phải kể đến như phòng thiết bị ô tô 1 đạt doanh số 50 tỷ 400 triệu đồng, phòng thiết bị ô tô 2 đạt doanh số 73 tỷ 300 triệu đồng, trong đó thiết bị ô tô đạt 57 tỷ 584 triệu đồng, thiết bị xe máy đạt 15 tỷ 752 triệu đồng. Phòng thiết bị ô tô 3 đạt doanh số 46 tỷ 700 triệu đồng. Với các khách hàng dự án tiêu biểu như Mercedes Hoàn Kiếm, Honda Đông Sơn Hải Phòng, Toyota Ninh Bình, Toyota Yên Bái, Toyota Lạng Sơn, Toyota Tiến Phú Quảng Nam, Toyota Sông Lam, Phò Tây Hồ, Phò Thái Hòa Nghệ An, Hyundai Hòa Bình, Hyundai Sóc Sơn, Hyundai Hà Tĩnh, Hyundai Hà Nam, Nissan Giải Phóng, Mitsubishi Bắc Giang, 23 trạm sạc lưu động Mobile Charging Station và các xưởng dịch vụ cho đại lý 3S của VinFast. Đã hoàn thiện lắp đặt và bàn giao thiết bị cho hết Honda Bình Minh, Honda Thanh Lịch, Honda Anh Kỳ, Big Bike, Geo Yamaha Motor, hệ thống hết Lộc Thịnh, VinFast 3S Hải Kim. Với giải pháp công nghệ trong lĩnh vực đào tạo và dạy nghề, Tân Phát E-Tech đã có 24 năm kinh nghiệm triển khai thực hiện. Và trong năm 2022, phòng dự án đã triển khai thực hiện được doanh số 73 tỷ 300 triệu đồng. Ngoài ra còn kết hợp với phòng dự án trọng điểm thực hiện một số dự án khác. Về giải pháp công nghệ trong lĩnh vực đăng kiểm, trong năm qua, phòng dự án đã triển khai lắp đặt bàn giao các trạm đăng kiểm tại Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa và Phú Quốc. Cùng với kinh nghiệm cung cấp giải pháp tổng thể dây chuyền sản xuất đúc nhôm, đúc nhựa, đùn nhôm, gia công CNC, năm 2022, phòng kinh doanh thiết bị công nghiệp đã triển khai tới một số khách hàng cho nhà máy Toshiba tại Đồng Nai, nhà máy PNG Indochina tại Bình Dương, nhà máy thép Phọc Mô Sa tại Hà Tĩnh, công ty tiêu điểm
Điện cơ Hà Nội, nhà máy bơm Ibara tại Hải Dương mang về doanh số gần 7 tỷ đồng. Ngoài những sản phẩm truyền thống, thị trường còn biết đến Tân Phát E-Tech với những dòng sản phẩm chất lượng cao trong lĩnh vực làm sạch, thiết bị vật tư làm lốp, phụ tùng ô tô. Đây là những dòng sản phẩm do phòng kinh doanh thương mại triển khai trong năm 2022 đã đạt doanh số 32 tỷ 500 triệu đồng. Nói về giải pháp bôi trơn toàn diện thì Tân Phát E-Tech hiện đang là nhà phân phối hàng đầu của các hãng dầu mỡ nhờn có quy mô toàn cầu như Tập đoàn Dầu nhớt và Năng lượng GSTG của Nhật Bản, Tập đoàn Chevron Hoa Kỳ, Tập đoàn CARS Corporation của Hàn Quốc. Năm 2022 là một năm ấn tượng của phòng vật tư thiết bị bôi trơn khi là phòng kinh doanh đạt doanh số cao nhất với 152 tỷ đồng. Về lĩnh vực giải pháp công nghệ hạt, Tân Phát E-Tech đã cung cấp cho các khách hàng là những nhà máy xi măng, nhiệt điện như xi măng Long Sơn, Tân Thắng, Thanh Thắng, nhiệt điện Nghi Sơn, nhà máy thép Hòa Phát. Doanh số năm 2022 mà phòng công nghệ hạt thực hiện là 3 tỷ 500 triệu đồng. Nếu nói khối dự án kinh doanh là mũi nhọn tiên phong của công ty, trực tiếp làm việc với khách hàng tạo ra nguồn doanh số, thì khối nghiệp vụ được coi là xương sống của công ty khi phải thực hiện tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong công tác quản lý. Năm 2022, phòng nhân sự hành chính Tân Phát E-Tech đã thực hiện tuyển dụng được 106 nhân sự, tổ chức 92 khóa đào tạo nội bộ, thực hiện đóng bảo hiểm cho 314 lao động, mua bảo hiểm cho 543 người, bao gồm cả người thân của cán bộ nhân viên, tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong công tác cán bộ, tổ chức tinh gọn bộ máy, nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của người lao động để tham mưu cho ban lãnh đạo công ty, ngoài ra kết hợp cùng với trưởng các phòng ban trong công tác quản lý nhân sự. Về hành chính đối ngoại, Tân Phát E-Tech đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo quy định của nhà nước và các cơ quan hữu quan, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trụ sở Liên Ninh, xin thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy tại trụ sở Hoa Trọng Tuệ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên, tổ chức tập huấn về phòng cháy chữa cháy an toàn lao động, đảm bảo duy trì hoạt động hành chính đối nội kịp thời đáp ứng các yêu cầu của ban lãnh đạo và các phòng ban, hoàn thành công tác thi đua khen thưởng cấp thành phố và khen thưởng nội bộ, tổ chức bữa ăn giữa ca cho gần 400 người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý tài sản luôn trong tình trạng hoạt động tốt, cảnh quan môi trường trong công ty xanh, sạch, đẹp. Truyền thông từng bước có hiệu quả với 455 bài viết, 151 video các sự kiện, 87 video về sản phẩm, tăng lượng theo dõi trên fanpage từ 3.000 đến 3,3 triệu người theo dõi và 3,2 triệu lượt thích, hoàn thành thiết kế theo các yêu cầu với 2.626 sản phẩm, tổ chức và phối hợp tổ chức 15 sự kiện trong năm. Là một phòng có tuổi đời còn non trẻ, phòng phát triển kinh doanh Tân Phát E-Tech với chức năng là hoàn thiện và quản lý sản phẩm đầu vào của công ty, lên đơn hàng và tính lượng tồn kho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của công ty. Là cầu nối giữa nhà cung cấp với công ty, giữa công ty với các khách hàng, nghiên cứu để đưa ra được các sản phẩm, gói sản phẩm phù hợp với yêu cầu của các hãng xe tại Việt Nam. Trong năm 2022, hoàn thành nhập hàng hóa trên phần mềm ERP chuẩn xác, khiếu nại chất lượng hàng hóa được thực hiện trong vòng 24 giờ. Báo giá cho kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc, xét duyệt phiếu đề nghị của kinh doanh trong vòng 24 giờ. 2 tỷ đồng hàng tồn kho kém luân chuyển được xử lý, 6 sản phẩm mới được phê duyệt kinh doanh, 70 đóng gói sản phẩm nghiên cứu và xây dựng, tổ chức 48 buổi đào tạo sản phẩm cho các phòng kinh doanh, hoàn thành nhập hàng, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn, hoàn thiện chứng từ nhập hàng và lên tới nhà cung cấp kịp thời khi có phát sinh. Kế toán chính là ngôn ngữ của kinh doanh với bất cứ doanh nghiệp nào. Mọi thông tin tài chính, dòng tiền ra vào công ty sẽ luôn được kế toán thống kê một cách tỉ mỉ cụ thể, ghi chép thu nhận và cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty. Do đó, việc theo dõi tình hình phản xạ kinh doanh của công ty có hướng đi đúng. Kết quả năm 2022, phòng kế toán tài vụ đã hoàn thành việc thanh toán cho các nhà cung cấp và xác nhận công nợ với các khách hàng, nhà cung cấp kịp thời, hoàn thành việc quyết toán thuế, tổng kiểm kê tài sản hàng hóa đúng hạn, lập và nộp báo cáo đúng hạn, hỗ trợ xây dựng phần mềm ERP, vận hành kế toán theo yêu cầu. Với nhiệm vụ là tư vấn thiết kế lắp đặt chuyển giao công nghệ cho các công trình, dự án của công ty, trong năm qua, phòng kỹ thuật công nghệ đã hoàn thành việc tư vấn và thiết kế cho 286 khách hàng, triển khai lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho 996 công trình, dự án theo yêu cầu từ các phòng ban khối kinh doanh, dự án, tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật nội bộ. Dịch vụ chăm sóc sau bán hàng luôn được Tân Phát E-Tech đề cao. Phòng chăm sóc khách hàng sau khi được kiện toàn lại tổ chức đã phát huy được hiệu quả trong hoạt động. Trong năm thực hiện với 5.537 phiếu yêu cầu bảo hành, bảo trì, sửa chữa các lỗi thiết bị, triển khai bán các sản phẩm dịch vụ đạt hơn 2 tỷ đồng,
kết hợp với các phòng kinh doanh thực hiện các hợp đồng dịch vụ trị giá 5 tỷ 400 triệu đồng, hỗ trợ khách hàng từ xa để xử lý các sự cố mà không cần đến trực tiếp. Sau 48 giờ, thông tin từ các phòng ban đều được tiếp nhận giải quyết. 100% công việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa các lỗi thiết bị cho khách hàng được thực hiện kịp thời. Gọi điện theo biên bản xác nhận là 5.430 khách hàng. Theo biên bản bàn giao là 1.698 phiếu. Gọi chăm sóc khách hàng cũ là 2.250 khách hàng. Sau khi áp dụng hệ thống quản lý theo dõi phần mềm ERP vào nghiệp vụ quản lý kho hàng, đã mang lại hiệu quả giúp cho việc quản lý kho hàng trở nên khoa học, chính xác, ngăn nắp theo tiêu chí, dễ tìm, dễ thấy, dễ kiểm tra, nhằm rút ngắn thời gian nhập xuất hàng, tăng cường bảo quản hàng hóa và tối ưu sử dụng không gian kho. Sắp xếp vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của các phòng ban kịp thời, lên phương án xử lý hàng tồn kho. Năm 2022, phòng Logistics Liên Ninh đã thực hiện hơn 20.000 phiếu xuất nhập. Logistics Phan Trọng Tuệ thực hiện hơn 9.000 phiếu xuất nhập. Hoạt động tài chính và kiểm soát nội bộ của Tân Phát E-Tech do phòng kiểm soát thực hiện. Trong năm đã làm tốt công tác cân đối nguồn vốn, đảm bảo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông suốt. Làm việc với ngân hàng để đàm phán các khoản vay trong năm đáp ứng các điều kiện hai dự án. Xây dựng các quy chế kinh doanh và dự án. Kiểm tra các chứng từ thu chi, nhập hàng trong và ngoài nước. Chứng từ ngân hàng, chứng từ xuất hàng. Khảo sát duyệt giá với 2.515 đơn hàng. Tổng giá trị 633 tỷ đồng. Tiết kiệm chi phí 2 tỷ 200 triệu đồng. Khảo sát 334 đơn vận chuyển quốc tế, khảo sát toàn bộ giá các tuyến đường vận chuyển nội địa và thiết kế các biểu mẫu in để cập nhật phần mềm ERP, kiểm tra báo cáo tài chính tại trụ sở chính và hỗ trợ các đơn vị thành viên trong công tác tài chính. Nhằm tối ưu hóa hệ thống bảo mật an toàn dữ liệu, trong năm qua phòng quản trị thông tin đã thực hiện việc đào tạo đội ngũ phần mềm theo PSP, xây dựng mô hình module tổng quát ERP, xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, triển khai hệ thống database song song, triển khai hoàn thiện toàn bộ hệ thống server VPS, xây dựng hệ thống CyberPanel, triển khai hệ thống database master slave on ERP. Lĩnh vực công nghiệp ô tô và xe máy của Tân Phát E-Tech không chỉ phủ kín thị trường miền Bắc mà còn trải dài vào thị trường miền Nam. Năm 2022 vừa qua, dù thành phố Hồ Chí Minh đang phải gồng mình phục hồi sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên Tân Phát Sài Gòn vẫn nỗ lực hết mình để đạt được doanh số gần 80 tỷ đồng. Với các dự án nổi bật phải kể đến như dự án Nissan Tân Phú vào Cần Thơ, Mitsubishi Nam Auto, Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng, Hyundai Bảo Lộc, VinFast Bình Phước cùng rất nhiều các dự án lớn nhỏ khác. Tại thị trường miền Trung thì chi nhánh miền Trung ngoài phát triển các sản phẩm của công ty còn là nhà phân phối ắc quy xe đạp điện, xe máy. Tổng doanh số toàn chi nhánh năm 2022 đạt 32 tỷ 700 triệu đồng. Tại thị trường Hải Phòng, chi nhánh Hải Phòng sau khi tái cấu trúc đến nay đã hoạt động ổn định, doanh thu năm 2022 đạt 14 tỷ 200 triệu đồng. Với đơn vị thành viên E-Tech thì năm 2022 là một năm ghi nhận doanh thu kỷ lục 708 tỷ Việt Nam đồng, tăng hơn gấp 2 lần so với năm 2021, tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong về cung cấp giải pháp tự động hóa tổng thể trong 3 lĩnh vực: công nghiệp, giáo dục, dân sinh. Về giải pháp công nghệ lò hơi, nhiệt điện, nhiệt công nghiệp, Tân Phát 686 dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Điều đó được minh chứng khi Tân Phát 686 đã và đang là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp như nhiệt điện, sản xuất giấy, mía đường, cán thép, sơ sợi, vải dệt nhuộm, bia rượu, nước giải khát, nhà máy xử lý rác thải, các dự án về lĩnh vực khoa học công nghệ. Năm 2022, Tân Phát 686 đã đạt doanh thu trên 80 tỷ đồng, hoàn thành dự án Tech Hồng và triển khai hoàn thành đạt 80% dự án Top Textile cùng với một số dự án khác. Nguyễn được biết đến là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện về các dây chuyền, thiết bị sơn cho các đại lý của hãng xe ô tô, nhà máy sản xuất ô tô, xe máy, các nhà máy sản xuất gia công. Đặc biệt với hệ thống phòng sơn do Nguyễn tự thiết kế và sản xuất đã được thị trường đánh giá rất cao. Ngoài ra, các mô hình cho các trường nghề cũng được Nguyễn phát triển. Năm 2022 là một năm mà Nguyễn vượt trội về doanh số khi đã triển khai hàng loạt các dự án. Doanh số Nguyễn đạt được 116 tỷ đồng. Vượt gấp 2 lần so với năm 2021. Đồng hành cùng sự phát triển của công ty thì tổ chức công đoàn luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, cũng như thực hiện các chế độ thăm hỏi, động viên người lao động những lúc ốm đau, dịch bệnh, yếu nghỉ. Trong năm qua, công đoàn Tân Phát đã thực hiện tốt nhiệm vụ đó và đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 4. Những hoạt động nổi bật của công đoàn trong năm phải kể đến như
tổ chức cuộc thi khao khát sử dụng phần mềm đối với 100% cán bộ nhân viên khối kinh doanh dự án, tổ chức chương trình mùng 8/3, 20/10 thi văn nghệ, hội thao toàn hệ thống nhằm mang lại đời sống tinh thần và sự gắn kết trong cán bộ nhân viên toàn hệ thống, làm trợ cấp dịp Tết Nguyên đán cho 85 đoàn viên với số tiền là hơn 40 triệu đồng. Song song với việc phát triển kinh doanh, Tân Phát E-Tech tăng cường chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, đóng góp cho hoạt động xã hội, vinh dự được đón nhận danh hiệu bằng khen của thành phố, chứng nhận top 200 sao vàng đất Việt, bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể công đoàn, bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một cá nhân, bằng khen của thành phố cho một cá nhân. Năm 2022 khép lại với nhiều khó khăn thách thức, nhưng tập thể người Tân Phát E-Tech kịp thời thích ứng, tiếp tục tin tưởng, đồng lòng, nỗ lực để tiến về phía trước. Lấy hợp tác, chia sẻ làm tinh thần chủ đạo. Sự kết nối chặt chẽ giữa Tân Phát E-Tech và các đơn vị thành viên đã tạo nên những mảnh ghép hoàn hảo, làm gia tăng nguồn lực, uy tín thương hiệu của Tân Phát E-Tech. Rõ ràng khi mỗi cá nhân đều cố gắng hoàn thành tròn vai trò của mình và phụng sự vì những điều đúng đắn cho khách hàng, giá trị và vị thế của toàn hệ thống Tân Phát E-Tech sớm hay muộn cũng sẽ được công nhận. Tất cả chúng ta trong đại gia đình Tân Phát E-Tech là những con người bình thường nhưng đã biết kết hợp với nhau để tạo nên những kết quả phi thường. Điều đó càng khẳng định được bản lĩnh, sức mạnh nội tại của Tân Phát E-Tech. Cảm ơn tất cả các anh chị em toàn hệ thống Tân Phát E-Tech đã cùng nhau tạo nên một hành trình năm 2022 đáng trân trọng và tự hào. Với ngọn lửa đam mê yêu nghề, sức mạnh của sự đoàn kết, Tân Phát E-Tech đã sẵn sàng cho cuộc hành trình năm 2023 vượt qua mọi thử thách, chinh phục những thành công mới, vững bước thực hiện sứ mệnh của mình bằng sự tận tâm và trách nhiệm, khẳng định vị thế top đầu của mình tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Tân Phát E-Tech, tư duy mới, phát triển mới.